chèn ngựa, tay chèn ngựa. Cháu chèn ngựa này nó tay lên chè thù sao. Một con xe chặn ngựa rồi. Buộc rồi đúng không? Chặn báo nè. Từ từ, phế xe luôn cũng được. Rồi khách nó chỉ. Phế xe luôn. Bây giờ chặt đây một cái, ổng ăn con xe mình quýnh xuống đây sao không đỡ. Tôi quýnh đơn giản nè. Tới đây mà đỡ được siêu bằng anh hai. Phế quân đó, cái đẹp không? Đó, quốc đây, quốc là tên, tao quốc xuống này sẽ đỡ má. Quốc đây, giờ ăn xe mà ăn nữa. Đúng rồi. Đây, sao đỡ. Còn gì nữa. Này đâu. Chạy ta lạng đây, sao đỡ má. Tam bồ hổ mà. Quay mặt hổ. Hơn người ta một cây nữa không? Mà nãy tôi đã hơn một cây trước rồi. Nhưng mà tôi bỏ cái xe cho đẹp không? Không thấy không? Mà nãy tôi lờ cái cây mà xe cầm đồ mà tôi quýnh đẹp không? Quýnh cả thốn nhưng vẫn thua. Xe phải mặn lắm. Ngựa ta đi nước này sao? Ta đi nước này mình chiếu hai cái mình rút béo về sao ta đỡ? Đây này, đi nước này ta rút về sao đỡ má? Đủ mấy xe bộ tam quốc chí nó quýnh gì mà lui báo về sao mà đỡ má? Đỡ được chân chỉ đeo tay chơi nè nhé. Đỡ được tôi cho một chỉ đeo tay chơi. Đâu mày sắp tay in đâu mấy ông cứ cãi không cho một thẻ đi tay chơi đỡ được tôi cho một chỉ đi tay chơi. chơi đúng rồi đỡ được cho một chỉ đi tay chơi chưa kể tới thằng Hà Bá này nè nó mà xô vô một nước là coi chừng bão gió tới rồi cách có chỉ vô đó không sách có chỉ là phải nuôi một thằng ăn học thôi nhưng anh mẹ nó ghét đại đi chứ nó ăn được ăn giỡn ghét đại lên coi không ăn không ăn ghét xì không chịu đi